Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng ví von ở Lambda. Bây giờ mình sẽ dùng sử dụng cái phần vi văn này. Mình còn đang gấp những phần vi văn này vào, xong mình sẽ cắt nó ra.
sẽ cũng là dạng tiếp tục một con tơ câu nữa.
Bây giờ mới xảy ra nhận thức mà để lại qua không nào.
sẽ làm cái tiếp theo cho các bạn xem. Mình đã tiếp tục làm mất một mình. Còn cứ bằng nêu vào là được không?
ta mình đang lắp đặt phần này vào cái bên nhóm cho các bạn xem.
lòng. Phong gửi băng này cho các bạn xem.
hai mình tiếp tục lắm, đang vòng này với các bạn xem.
xong sẽ tiếp tục làm vòng hơn các bạn xem.
Đã làm xong, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn làm thành công.